Nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, nơi được xem có nhiều thời cơ thu hút đầu tư trong và ngoài nước, tỉnh Hậu Giang chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng sẵn sàng đáp ứng các điều kiện để nhà đầu tư rót vốn. Kỳ cuối của loạt phóng sự tổng quan nhằm mục tiêu của quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mời quý vị tiếp tục theo dõi những định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật quan trọng. Đây là nền tảng giúp tỉnh hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030, Hậu Giang trở thành tỉnh công nghiệp đạt mức khá của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phương án phát triển hạ tầng kỹ thuật. Về đường bộ, hoàn thành 2 tuyến cao tốc qua địa bàn với chiều dài khoảng 100 km. Phối hợp các bộ ngành và địa phương, kiến nghị chính phủ triển khai dự án đường bộ cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu trong giai đoạn 2026-2030. Quy hoạch giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có tổng 21 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài 514 km, tăng 8 tuyến và 234% số km so với hiện trạng. Về đường thủy, quy hoạch hai cụm cảng do Trung ương quản lý gồm cụm cảng hàng hóa Hậu Giang và cụm cảng khách Cần Thơ - Hậu Giang. Quy hoạch một cảng biển Hậu Giang tại vùng đất và vùng nước bờ trái luồng Định An Cần Thơ, đoạn từ rạch Cái Cui đến rạch Cái Côn, có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải đến 20.000 tấn. Hoàn thành đưa vào hoạt động hai trung tâm logistics gồm dự án tổng kho phân phối Mekong, dự án Corner Store Logistics Hậu Giang. Phương án phát triển hạ tầng xã hội. Hậu Giang xem giáo dục là quốc sách hàng đầu, nên nền giáo dục được đổi mới căn bản và toàn diện. Chất lượng giáo dục được nâng cao và đạt khá trong khu vực. Tiếp tục sắp xếp các điểm trường tiểu học, trung học cơ sở theo hướng giảm các điểm trường ít học sinh. Tất cả các huyện, thị xã và thành phố cơ bản hoàn thành việc xây dựng một trường tiểu học, trung học cơ sở chất lượng cao. Thực hiện đào tạo ra những người lao động có năng lực sáng tạo, thích ứng được với biến động của thị trường lao động, có khả năng cạnh tranh được trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long và cả nước. Y tế. Phát triển y tế Hậu Giang trở thành một trong những trung tâm y tế của vùng Nam Sông Hậu, xây dựng mới và thành lập Bệnh viện Y học Cổ truyền sau năm 2030, trên cơ sở đã phát triển đủ nguồn nhân lực. Văn hóa thể thao. Về văn hóa, bảo tồn và phát huy di tích lịch sử, văn hóa, di sản văn hóa phi vật thể, làng nghề, danh lam thắng cảnh, lễ hội gắn với phát triển du lịch. Đến năm 2030, lập hồ sơ xếp hạng một di tích cấp quốc gia, 4 di tích cấp tỉnh, nâng lên toàn tỉnh có 20 di tích lịch sử. Hạ tầng đạt chất lượng cao, khuyến khích được sự tham gia của người dân trong các hoạt động thể thao và phục vụ tốt cho nhu cầu, lợi ích cộng đồng. Phương án quy hoạch đất đai. Phương án thu hồi đất, tổng diện tích các loại đất cần thu hồi trong kỳ quy hoạch là 10.025 ha. Phương án chuyển mục đích sử dụng đất thời kỳ 2021-2030. Tỉnh Hậu Giang thực hiện chuyển mục đích sử dụng 8.037 ha đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Chuyển đổi cơ cấu sử dụng 1.216 ha đất trong nội bộ đất nông nghiệp. Đất phi nông nghiệp không phải đất ở chuyển sang đất ở là 903 ha. Phương án ứng phó với biến đổi khí hậu. Tăng cường thu hút đầu tư tư nhân vào các dự án đa mục tiêu thích ứng biến đổi khí hậu, kết hợp với giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kết hợp với nông nghiệp, du lịch, trong đó đầu tư công dẫn dắt bằng vốn mồi và phát triển hạ tầng chung. Theo chế độ thủy triều, tỉnh Hậu Giang phân vùng thủy lợi thành 3 vùng gắn với từng loại cây trồng, vật nuôi cụ thể. Hậu Giang xây dựng phương án kết nối hệ thống kết cấu hạ tầng của tỉnh với hệ thống kết cấu hạ tầng quốc gia và vùng. Trục hành lang kinh tế đô thị Nam Sông Hậu dọc theo tuyến cao tốc An Giang - Trần Đề, kết hợp trục đường thủy Sông Hậu kết nối tỉnh Hậu Giang với các nước tiểu vùng sông Mekong với Biển Đông. Trục này kết nối những vùng sinh thái công nghiệp lớn. Trục hành lang kinh tế dọc cao tốc Cần Thơ - Cà Mau kết hợp với trục đường thủy kênh Sà Đo, kết nối Hậu Giang với các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh. Trục này kết nối những vùng công nghiệp chính là vùng Cái Răng, Châu Thành A, vùng sinh thái công nghiệp Phụng Hiệp. Những vùng trực tiếp phát triển dọc theo hai hành lang kinh tế này nằm trong bán kính 5 km từ các điểm xuống cao tốc.
ưu tiên dự án kết nối liên vùng, đặc biệt là các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Cửu Long, các tuyến đường tạo ra không gian phát triển mới. Tuyến kết nối giao thông đối ngoại với vùng, các tỉnh có tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội địa phương như Cần Thơ, Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang. Đối tác ưu tiên thu hút đầu tư. Đối với các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, khuyến khích thu hút các đối tác có thương hiệu toàn cầu, có năng lực tài chính lớn, có khả năng đầu tư ổn định, lâu dài, có tính liên kết và thu hút đầu tư sản xuất các sản phẩm phụ trợ. Đối với đầu tư trong nước, ưu tiên kêu gọi các tập đoàn kinh tế lớn có tiềm lực tài chính, các doanh nghiệp thuộc top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam đầu tư các dự án vào tỉnh trong các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ. Để thực hiện quy hoạch này, Hậu Giang tăng cường tận dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, hợp tác công tư, huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài FDI, nhất quán quan điểm lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư tư. Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ 14 xác định một trong ba đột phá chiến lược, đó là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực lãnh đạo chủ chốt các cấp. Hậu Giang ban hành nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là nghị quyết rất quan trọng hướng tới mục tiêu xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Mục tiêu là đào tạo lại gắn liền với sử dụng và trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực cần sử dụng, chủ động phát hiện có chính sách để nuôi dưỡng tài năng đối với cán bộ khoa học, cán bộ quản lý, tâm huyết và gắn bó lâu dài với sự nghiệp phát triển của tỉnh. Quy hoạch tỉnh là tuyên ngôn về tầm nhìn, định hướng phát triển, có tính kế thừa và đổi mới. Hậu Giang coi quy hoạch là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong phát triển kinh tế xã hội, phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng đối với từng ngành, từng cơ quan, đoàn thể, mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong đảm bảo các mục tiêu, giải pháp thực hiện quy hoạch. Khát vọng của Hậu Giang là rất lớn. Đây là thời điểm chín mùi hiện thực hóa mục đích cuối cùng là nâng cao đời sống, hạnh phúc cho người dân.